Kính thưa cộng đoàn, khởi đi từ năm 1994 đến nay đã thấm thoát 30 năm, nữ tu hội nhập thể tận hiến truyền giáo ICM hiện diện tại giáo xứ Mân Côi Tân Hà. Nhờ sự đón nhận đầy yêu thương, sự hướng dẫn tận tình, lòng yêu mến và quan tâm của quý đức cha tiền nhiệm và đương nhiệm giáo phận Đà Lạt và cũng là các đấng bản quyền tu hội, cùng sự nâng đỡ và đồng hành của quý cha quản sứ, quý cha phó, quý chức, quý giáo dân giáo xứ Mân Côi Tân Hà, chị em hiện diện tại cộng đoàn ICM Tân Hà đã thi hành sứ vụ tại đây trong âm thầm và đơn sơ theo mẫu gương của Chúa Giêsu, ngôi lời nhập thể và mẹ Maria, mẹ của lời xin vâng, là linh đạo của tu hội. Chị em cũng đã sống những đặc tính của tu hội khi sống tinh thần tự lực mưu sinh qua những công việc như một người lao động nghèo, như nhặt trà, trồng rau, trồng cà phê, vân vân. Sau đó, nhờ sự gợi ý và khuyến khích của cha quản sứ Phaolô Lê Đức Huân, chị em bắt đầu mở nhà trẻ, đón nhận các cháu lứa tuổi mầm non, giúp các nữ sinh bậc trung học tại các vùng xa xôi không có phương tiện đi học có nơi trú ngụ để đi học, đồng thời giúp các em nhận ra tiếng Chúa gọi các em vào đời sống dâng hiến. Với ý thức sống lý tưởng nhập thể tận hiến truyền giáo và làm cho tinh thần tận hiến được lan tỏa như ý muốn của đấng sáng lập Mikae Maria, chị em đã nỗ lực sống linh đạo và đặc sủng của tu hội qua đời sống phục vụ hàng ngày trong các công việc tông đồ truyền giáo. Cùng với quý ân nhân xa gần giúp đỡ, cơ sở ban đầu do vị đại ân nhân là cha cố Giuse Vũ Đình Tân xây dựng dần được thêm củng cố, mở rộng để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của một cộng đoàn tu trì. Nhờ đó, đời sống của chị em dần trở nên ổn định hơn. Mặc dù với con số thành viên của cộng đoàn còn hạn chế, nhưng chị em vẫn mong muốn đóng góp khả năng của mình vào các sinh hoạt chung của giáo xứ và giáo họ. Cùng mẹ Maria, chúng con xin cất cao lời tạ ơn. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. 30 năm là một chặng đường dài giúp chúng con dừng chân và nhìn lại để tưởng nhớ và tạ ơn, để phục vụ và tiếp tục dâng hiến, để luôn kiên trì dấn thân tiến bước. Tâm tình của chúng con trong ngày hồng phúc này được gói ghém trong lời nguyện cầu của tu hội. Tu hội nhập thể tận hiến truyền giáo chúng con, nhờ ơn Chúa Thánh Thể và mẹ Maria đã được sinh ra trong tình yêu của Thiên Chúa. Với bao ơn lành chúng con cần cảm tạ, với bao thử thách chúng con cần vượt qua, với bao điều thiện hảo chúng con cần phát triển. Với những ý nguyện trên, xin cộng đoàn cùng chung tâm tình hiệp dâng thánh lễ tạ ơn với cộng đoàn ICM Tân Hà. Xin kính mời cộng đoàn đứng và hướng về đoàn đồng tế. Hoan lời tụng ca dâng Chúa cùng nhạc huyền mơ, một bài thơ chiều mến hơn tình đơn nét đơn sơ. Hân hoan lời tụng ca đoàn con dâng Chúa đêm nay, hát cho muôn thế hệ hãy gửi cao ơn Thiên Chúa, muôn đời cho thương con người, hồi tình Chúa chẳng nhạt phai. Trái tim thơ trái
Linh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa quý cha quản hạt Maragui, hạt Bảo Lộc, quý cha trong tu hội Tận Hiến và quý cha và tất cả quý sơ trong tu hội Tận Hiến, quý sơ của các hội dòng cũng đang chung sống trong giáo xứ Tân Hà cũng như tất cả quý ông bà anh chị em. Hôm nay chúng ta quy tụ nhau ở nơi đây để tạ ơn Chúa cho Cộng hội Đoàn Nữ Tu Nhập Thể Tận Hiến Truyền Giáo hiện diện 30 năm. Trong hành trình 30 năm vừa qua, Cộng đoàn đã đón nhận được rất nhiều ơn lành của Thiên Chúa. Vì thế, tâm tình của chúng ta là phải tâm tình tạ ơn, biết ơn Chúa. Đồng thời tham dự thánh lễ hôm nay, chúng ta cũng phải nhớ tới các đấng bản quyền của giáo phận như Đức Cha Cố Bartolomeo Nguyễn Sơ Lâm đã qua đời, Đức Hồng Y Phêrô vẫn còn đang mạnh khỏe và đang hưu tại Tổng giáo phận Hà Nội, rồi các đức cha đương nhiệm, Đức Cha Đa Minh, Đức Cha An Tôn Vũ Huy Chương, cũng đặc biệt cầu nguyện cho Cha Cố Giuse Vũ Đình Tân. Ngài đã có sáng kiến và khởi công xây dựng cái cơ sở này và được Đức Cha Cố Bartolomeo Nguyễn Sơ Lâm đã ưu ái chuyển giao cái cơ sở này cho các chị em tu hội nhập thể Tận Hiến Truyền Giáo, để chị em có cái môi trường sống làm việc mục vụ theo đúng cái tinh thần của tu hội. Và còn biết bao nhiêu là những ân nhân của tu hội còn sống cũng như đã qua đời. Chúng ta cầu xin Chúa là đấng giàu lòng thương xót ban ơn cho những người còn sống cũng như người đã qua đời, và cầu chúc cho các chị em hiện diện ở nơi đây từ thế hệ này sang thế hệ kia nối tiếp nhau, và chúng ta nỗ lực phát triển cái tinh thần của tu hội để làm chứng cho cái đời sống tu trì mà các chị em đã chọn để bước theo Đức Giêsu Kitô, đấng đã nhập thể làm người chịu chết sống lại. Vậy để cho tất cả mọi ý nguyện và lễ dâng hôm nay được đẹp lòng Chúa, được Chúa đoái thương chấp nhận, mỗi người chúng ta hãy thành tâm sám hối ăn năn tội lỗi, xin Chúa tha tội và thành tẩy tâm hồn chúng ta, bớt đi những tội lỗi, những bất sức. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha chúng con và là đấng ban phát mọi ơn lành, nay chúng con nhìn nhận hết những gì chúng con đang có và ngay chính bản thân chúng con, tất cả đều bởi Chúa. Xin dạy chúng con ngày càng thấy rõ Chúa yêu thương chúng con dường nào, và xin làm cho chúng con tận lực tận tình yêu mến Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trì cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài trích sách tiên tri Isaiah. Tôi sẽ tưởng niệm lòng từ bi của Chúa và lời ca tụng Chúa về tất cả những điều Chúa đã thực hiện cho chúng tôi, và về biết bao điều thiện hảo đối với nhà Israel, mà Chúa đã rộng ban theo lượng khoan dung và lòng từ bi của Người. Và Người đã phán: thật, chúng là dân tộc của ta, các con cái không lừa dối,
Người đã trở thành đấng cứu độ chúng. Đó là lời Chúa. Nguyện danh Chúa được chúc tụng đến muôn đời. Nguyện danh Chúa được chúc tụng đến muôn đời. Hỡi các tội tớ Chúa, hãy ca ngợi danh Chúa. Chúa được chúc tụng từ bây giờ và cho đến muôn đời. Nguyện danh Chúa được chúc tụng đến muôn đời. Từ bình minh đến hoàng hôn, danh Chúa siêu việt trên hết mọi dân, và vinh quang Ngài vượt trên các tầng trời. Nguyện danh Chúa được chúc tụng đến muôn đời. Nào ai được như chúng ta, đấng ngự trên nơi cao thẳm và đoái xem khắp cả đất trời. Nguyện danh Chúa được chúc tụng đến muôn đời. Ngài nâng kẻ mòn hèn lên từ đơn và cất nhắc người nghèo khó khỏi chỗ phân cho, để cho họ ngồi chung với bậc quyền quý, với bậc quyền quý của dân Ngài. Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, chúc cho anh em đầy ân sủng và bình an của Thiên Chúa là Cha chúng ta và của Đức Giêsu Kitô. Tôi hằng cảm tạ Chúa thay cho anh em vì ơn đã ban cho anh em trong Chúa Giêsu Kitô. Vì chưng trong Ngài anh em được tràn đầy mọi ơn, ơn ngôn ngữ và ơn hiểu biết, đúng như Chúa Kitô đã minh chứng nơi anh em, khiến anh em không còn thiếu ơn nào nữa. Trong khi mong chờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta tỏ mình ra, cũng chính Ngài sẽ ban cho anh em bền vững đến cùng. Không có gì đáng khiển trách trong ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ngự đến. Thiên Chúa là đấng trung tín, đã kêu mời anh em hiệp nhất với con của Người, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa. Hallelujah.
Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phần nữ hèn, người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trí Israel tôi tớ người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta. Vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, hôm nay là ngày kỷ niệm 30 năm các chị em nữ tu hội nhập thể tận hiến truyền giáo hiện diện tại giáo xứ Tân Hà, là ngày dành riêng cho các chị em với biết bao nhiêu là những kỷ niệm thất thương đẹp đẽ của thời đầu tiên, khi một vài chị em đã được sai đến đây để thiết lập và xây dựng cộng đoàn. Đây là hồng ân vô cùng lớn lao mà Thiên Chúa đã ban tặng cho các chị em qua giáo phận Đà Lạt với sự yêu thương của các đấng bản quyền như Đức Cha Cố Bartolomeo Nguyễn Sơ Lâm, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Đức Cha Đa Minh, Đức Cha Anton Vũ Huy Chương, Cha Cố Giuse Vũ Đình Tân và còn một số ân nhân đã hết lòng nâng đỡ các chị em đã đến hiện diện tại giáo xứ Tân Hà này. Do vậy hôm nay tôi muốn cùng với tất cả các chị em hãy mượn tâm tình của Đức Trinh Nữ Maria trong lời kinh ngợi khen mà dâng lời cảm tạ tôn vinh Thiên Chúa đã thực hiện biết bao nhiêu điều tốt lành kỳ diệu nơi các tớ nữ phận hèn của Chúa. Hôm nay tôi mời gọi các chị em hãy vui lên, hãy mỉm cười thật rạng rỡ. Ngày hôm nay chúng ta nhắc tới hồng ân mà chúng ta đã lãnh nhận, ánh sáng ban sự sống, địa vị làm con cái của Thiên Chúa nhờ Thánh Thần nghĩa tử. Đặc biệt đối với chị em, nhắc đến việc sống ơn gọi nhập thể tận hiến truyền giáo một cách triệt để, ơn gọi dành cho các chị em mà những người đáp lại thực sự chính là các chị em. Các chị em muốn bước theo Chúa Giêsu một cách sâu sát hơn, muốn trở thành môn đệ đích thực của người, chị em đã được ban đầy tràn ơn thánh thật. Giờ đây chị em muốn sống hoàn toàn theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là nguồn vui của tất cả chúng ta, vì Ngài là tình yêu mà Thiên Chúa đổ tràn vào lòng chúng ta. Chúa Thánh Thần là ân sủng lớn nhất
mà Thiên Chúa ban cho chúng ta trong công ơn yêu dấu và duy nhất là Đức Giêsu Kitô. Nhưng Chúa Thánh Thần cũng là một ngôi vị Thiên Chúa tác động mạnh mẽ trên mọi người, thánh hóa mọi người, và Ngài hoạt động nơi mỗi người một cách làm cho mỗi người trở thành một loài hoa khác nhau, mỗi người một vẻ tô điểm cho vườn hoa của giáo hội. Mỗi người có một nét riêng, không ai giống ai hoàn toàn. Các vẻ đẹp trong mầu nhiệm tạo dựng cũng như các vẻ đẹp trong mầu nhiệm cứu chuộc rất đa dạng, không có vẻ đẹp nào như vẻ đẹp nào. Tất cả đều là những đặc sủng, là ân sủng đặc biệt, những nét duyên dáng riêng mà Chúa ban cho mỗi người chúng ta, đặc biệt là các chị em tân hiến. Mọi đặc sủng đều là đoàn sủng, là ân sủng cho tất cả công đoàn, cho toàn thể giáo hội. Thiên Chúa thi ân tự do nên Ngài có thể ban cho giáo hội những đoàn sủng nổi bật hơn, hiện thân nơi những thánh nhân đặc biệt có khả năng hấp dẫn, cuốn hút nhiều người trong thời gian và không gian. Chính vì thế mà có những vị thánh của thời đại đã để lại những gia sản thiêng liêng to lớn cho các thế hệ mai sau. Chị em hãy đón nhận các gia sản ấy với lòng biết ơn sâu xa, như Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc nhớ các người nữ tu. Gia sản ấy là hãy thống hối ăn năn nếu đã có nhiều lần quên lãng. Hãy cảm ơn Chúa một cách đặc biệt vì 30 năm hiện diện vừa tiếp tục vừa hướng tới tương lai, được coi như là một làn gió mới của Chúa Thánh Thần trong cộng đoàn các chị đang hiện diện tại giáo xứ này. Đức Thánh Cha Francisco muốn cho đời sống thánh hiến mà Ngài đã xác định như mục tiêu trở thành một cơ hội để xưng thú một cách khiêm nhường và tin tưởng vào Thiên Chúa tình yêu. Sự yếu đuối riêng của mình và sống sự yếu đuối ấy như một trải nghiệm lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta không phải là thiên thần mà chỉ là những người phàm có lòng tin, nên được coi là con cháu của tổ phụ Abraham. Năm nay các chị mừng kỷ niệm 30 năm hiện diện tại nơi đây phải là cơ hội để nhắc cho mọi người biết về sự thánh thiện, về sức sống có nơi một số người đã được kêu gọi bước theo Chúa Kitô trong đời sống thánh hiến. Điều quan trọng khác của đời sống các nữ tu nhập thể tận hiến truyền giáo chính là lời mời gọi hãy nhiệt thành yêu mến sống hiện tại đời tu của mình. Đối với vị sáng lập tu hội, luật tuyệt đối vẫn là phúc âm, là chính Đức Giêsu Kitô. Mọi luật khác chỉ là những cách diễn tả khác nhau. Quy luật của tin mừng Chúa Kitô, Chúa Kitô là lẽ sống, là lý tưởng, là thần tượng của mỗi người chúng ta. Làm thế nào để chúng ta có thể nói như Thánh Phaolô: đối với tôi sống chính là Chúa Kitô. Các chị em hãy say mê Chúa Kitô. Chúa Thánh Thần ở nơi chúng ta sẽ dạy và chỉ cho chúng ta biết cách say mến Chúa Kitô. Điều chị em phải tự hỏi là Chúa Kitô có thực sự là tình yêu số một và cuối cùng như chị em đã tuyên khấn không? Hãy trung thành với sứ mạng đã được trao phó. Kỷ niệm 30 năm hiện diện tại giáo xứ này, chị em cũng hãy hướng về tương lai và ôm ấp tương lai với niềm hy vọng. Có lẽ chị em sẽ còn phải đương đầu với những khó khăn thách thức còn rất nhiều trong quãng hành trình của đời tu. Nhưng đừng sợ, đối với Thiên Chúa
không gì là không thể làm được. Hãy tín thác vào Đức Kitô, đấng đã tiêu diệt tử thần và dùng tin mừng làm sáng tỏ phúc trường sinh bất tử. Đừng để bị cám dỗ và mặc cảm về cái con số ít nhiều trong cộng đoàn của mình, nhưng hãy tin vào sức mạnh của Chúa đang dẫn dắt chúng ta trong tình thương của Ngài. Cầu mong cho các chị em nữ tu nhập thể tận hiến truyền giáo luôn luôn sống vui, sống hạnh phúc với cái sự xác tín mà các chị em đã chọn để bước theo Đức Giêsu Kitô nhập thể tận hiến truyền giáo. Và nếu các chị em sống được cái ơn gọi này thì cuộc đời của các chị em sẽ hạnh phúc. Tôi tin kinh một Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã ban cho cộng đoàn nữ tu hội nhập thể tận hiến truyền giáo Tân Hà muôn vàn ân huệ trong 30 năm qua. Tin tưởng vào lòng thương yêu của quan phòng của Thiên Chúa, hòa chung niềm vui kỷ niệm 30 năm cộng đoàn hiện diện tại giáo xứ Tân Hà. Với tâm tình tri ân cảm mến, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Hội Thánh là gia đình của Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các mục tử, nhất là Đức Thánh Cha Phanxicô, cách riêng Đức Cha Đa Minh, quý cha quản hạt, cha quản sứ Giuse và quý cha đang hiện diện, được đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần, để các ngài trở nên chứng nhân của sự hiệp nhất yêu thương trong đại gia đình giáo hội. Nhờ đó đoàn chiên được hưởng muôn vàng ân sủng của Chúa và được lớn lên mãi trong tình yêu của Người. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa Giêsu đã nói: trong thế gian anh em sẽ phải gian nan khốn khó, nhưng can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu trong giáo hội lữ hành được ân hiệp nhất với nhau và liên kết mật thiết với Đức Kitô qua đời sống cầu nguyện. Nhờ đó, giáo hội trở nên bí tích cho muôn dân được đạt tới ơn cứu độ. Xin Chúa nhận lời chúng con. Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Trong tâm tình tri ân cùng cộng đoàn nữ tu hội nhập thể tận hiến truyền giáo Tân Hà, chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho quý cha, quý tu sĩ, quý ân nhân, thân nhân đã chung tay góp sức cho sự phát triển và thăng tiến của cộng đoàn được muôn ơn lành hồn xác cùng đàn trời đàn tràn đầy ân phúc của Chúa. Xin Chúa ân thương nước trời cho những ai đã ly trần và xin Người chúc phúc cho tất cả mọi người đang còn trên đường lữ thư trần gian. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: các con hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho quý vị đang hiện diện và phục vụ tại cộng đoàn ICM Tân Hà được nhận ân lành cần thiết để quý vị luôn hăng say thi hành sứ vụ tu hội trao theo linh đạo và đặc sủng của tu hội, để trở nên những chứng nhân sống động của ngôi lời nhập thế qua đời sống phục vụ. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa là nguồn mạch tình yêu và là chính tình yêu, chúng con cảm tạ Chúa đã yêu thương
và ban muôn vàn phúc lành cho chúng con. Xin cho chúng con hăng say phụng sự Chúa với niềm tin mạnh mẽ, niềm cậy trông vững vàng và một lòng mến thiết tha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lời ca bày ca. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con dâng tiến lễ vật này để ngợi khen Chúa vì mọi ơn lành Chúa đã thương ban. Mặc dầu chúng con chẳng làm gì nên công trạng, xin giúp chúng con biết sử dụng ơn Chúa thế nào để làm rạng danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, thật là xứng chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng,
nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban, vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì thế, cùng với ca đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan, tuyên xưng rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tiên sự Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hậu cần chiếc tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Đa Minh chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa nhớ đến đấng sáng lập Mikae, Đức Cha Bartolomeo, Cha cố Giuse, các chị em trong tu hội là những người con mà Cha đã gọi ra khỏi đời này về với Cha nhờ bí tích thánh tẩy. Những người tín hữu này đã cùng chết với Chúa Kitô, xin Chúa cho được cùng sống lại với Người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em tín hữu chúng con đang an nghỉ chờ ngày sống lại, và những người đã qua đời mà chỉ còn biết nhờ vào lòng thương xót của Chúa. Đặc biệt xin Chúa nhớ đến các bậc tổ tiên và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lìa cõi thế. Xin cho hết Thầy được vui hưởng ánh sáng tôn nhan. Sau hết, xin Chúa rộng lòng thương xót cho tất cả chúng con được tham dự cuộc sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu của Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ và toàn thể các Thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các Ngài. Xin cho chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người,
mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng, lành Chúa cứu thế, và theo thế thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng can Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Tình yêu thiên chúa.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, hy lễ tạ ơn chúng con đã dâng lên và lương thực thiêng liêng Chúa vừa ban, đó chính là bí tích cứu độ của con một Chúa. Ước gì bí tích này giúp chúng con vui vẻ, hăng say phụng sự Chúa và nhờ đó được hưởng những hưởng ân khác nữa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Đây chị phụ trách cộng đoàn có đôi lời tri ân đến quý cha và cộng đoàn. Con xin kính mời quý cha và cộng đoàn an tọa. Trọng kính quý cha quản hạt giáo hạt Bảo Lộc và Madagui, cha quản sứ và cha phó sứ giáo sứ Tân Hà, cha nguyên tổng đại diện Nam Tu Hội ICM, quý cha Nam Tu Hội ICM, quý cha khách, chị tổng phụ trách, chị nguyên tổng phụ trách, quý chị hội đồng tu hội, quý chị em nữ tu hội ICM, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, thân nhân và quý khách. Thánh lễ tạ ơn hôm nay là dịp để chúng con tiếp tục nhận ra những ân phúc Chúa tuôn đổ trên cộng đoàn nữ tu hội nhập thể tận hiến truyền giáo Tân Hà trong suốt 30 năm qua kể từ năm 1994. Trong niềm hân hoan tràn ngập, con xin được bày tỏ tâm tình tạ ơn, tri ân của cộng đoàn chúng con trong ngày hồng phúc đáng nhớ này. Thật hân hạnh cho cộng đoàn nữ ICM Tân Hà chúng con hôm nay vì sự hiện diện của quý cha quản hạt giáo hạt Bảo Lộc và Madagui. Mặc dù những ngày cuối năm rất bận rộn, nhưng quý cha đã sẵn lòng đến hiệp dâng thánh lễ tạ ơn, cầu nguyện cho cộng đoàn chúng con. Sự hiện diện của quý cha giúp chúng con cảm nhận được sự quan tâm, nâng đỡ và khích lệ của quý chủ trong giáo hội. Chúng con xin tri ân quý cha. Trọng kính cha quản sứ Giuse, với tấm lòng con thảo và biết ơn, chúng con tri ân cha. Với tình yêu thương của vị mục tử nhân lành, cha luôn đồng hành và chúc lành cho cộng đoàn chúng con. Cha luôn hỏi thăm, vui vẻ chứ,
và khuyến khích chúng con cố gắng sống tốt nhé. Nghĩa cử này giúp chúng con cảm nhận được tình yêu thương của người cha, luôn muốn điều tốt lành dành cho đoàn con trong gia đình giáo xứ. Đặc biệt, hôm nay cha còn chủ tế thánh lễ tạ ơn cho chúng con. Nguyện xin Chúa ban muôn phúc lành trên cha, để cha chu toàn sứ vụ cao cả mà Chúa trao cho cha trong gia đình giáo xứ Tân Hà. Chúng con cảm ơn cha Nguyên Tổng đại diện và quý cha Nam Tu Hội ICM đã dành tình thương rất đặc biệt cho cộng đoàn chúng con. Sự hiện diện của quý cha giúp chúng con cảm nhận sâu xa tình gia đình trong tu hội. Chúng con cảm ơn cha Phó Phao Lô, quý cha khách, quý tu sĩ nam nữ đã giúp đỡ chúng con cả về tinh thần lẫn vật chất. Hôm nay quý vị còn hiện diện trong thánh lễ để cầu nguyện cho cộng đoàn chúng con. Sự hiện diện của quý cha và quý tu sĩ nâng đỡ chúng con rất nhiều trong hành trình ơn gọi và khích lệ chúng con cố gắng sống vươn lên để sống đúng linh đạo của tu hội là phục vụ người nghèo và truyền giáo. Chúng con xin chân thành cảm ơn. Để có nơi tôn nghiêm thờ phượng Thiên Chúa và những sinh hoạt trong cộng đoàn, chúng con không thể quên ơn cha cố Giuse Vũ Đình Tân đã ưu ái dành cho chúng con ngôi nhà và mảnh đất này để tu hội có nơi thiết lập cộng đoàn tại giáo xứ Mân Côi Tân Hà. Tuy cha đã về với Chúa, nhưng chúng con tin cha vẫn đang cầu nguyện cho chúng con đang trú ngụ dưới mái nhà này được an vui. Nguyện xin Chúa cho cha sớm hưởng tôn nhan Chúa. Cộng đoàn chúng con phát triển như ngày hôm nay, cộng đoàn chúng con không thể quên công ơn của quý ân nhân đã đồng hành với chúng con trong suốt 30 năm qua. Quý ân nhân đã bỏ nhiều công sức và trí tuệ để giúp đỡ chúng con. Chúng con vô cùng biết ơn mọi người đã giúp đỡ chúng con về vật chất, hỗ trợ cộng đoàn về tinh thần từ lúc khởi đầu và cho mãi đến hôm nay, và chắc chắn còn trong tương lai nữa. Chúng con xin Thiên Chúa trẻ công bội hậu và chúc lành cho quý vị. Cách đặc biệt, chúng em được sống lý tưởng của tu hội qua sứ mạng tại giáo xứ Mân Côi Tân Hà. Chị Tổng phụ trách, chị Nguyên Tổng phụ trách, quý chị hội đồng tu hội, quý chị phụ trách các cộng đoàn và quý chị quý em luôn cầu nguyện, khích lệ và hôm nay cùng với chúng em dâng lời tạ ơn Thiên Chúa trong ngôi nhà của cộng đoàn. Chúng em thấy rất vui và hạnh phúc. Chúng em xin đón nhận tình yêu thương chân thành đó và xin quý chị tiếp tục cầu nguyện cho từng chị, từng em trong cộng đoàn để chúng em biết luôn say mê Chúa, thăng tiến ơn gọi và hăng say thực hiện sứ vụ được trao phó. Chúng em xin hết lòng cảm ơn, xin Chúa ban muôn ơn lành trên quý chị, quý em. Để cộng đoàn Tân Hà có được buổi lễ trang trọng hôm nay, chúng tôi cũng đã nhận được sự giúp đỡ, quan tâm, hướng dẫn của quý vị lãnh đạo chính quyền các cấp và các ban ngành trong phường Lộc Tiến. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị, kính chúc quý vị và quý quyến dồi dào sức khỏe và thành công trong trách vụ của mình. Một lần nữa, cộng đoàn chúng con xin chân thành cảm ơn quý cha quản hạt, cha quản sứ, cha phó sứ, quý cha khách, quý cha nam tu hội ICM, chị tổng phụ trách, quý chị hội đồng, quý chị em trong tu hội, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, thân nhân và quý khách. Xin nhận nơi đây lòng biết ơn sâu sắc của chúng con. Xin lượng thứ cho chúng con những thiếu sót khi tổ chức thánh lễ mừng 30 năm thành lập cộng đoàn nhập thể tận hiến truyền giáo Tân Hà. Xin tiếp tục cầu nguyện cho cộng đoàn chúng con. Chúng con có một lãng hoa tươi kính dâng lên quý cha tỏ lòng biết ơn của chúng con. Sau thánh lễ, chúng con xin kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý chị, quý ân nhân, thân nhân và quý khách
dự buổi tiệc mừng với chúng con tại khuôn viên cộng đoàn, và con xin quý cha chụp chung với cộng đoàn chúng con tấm hình lưu niệm. Chúng con xin chân thành cảm ơn. Cùng với quý cha quản hạt Maragui, Bảo Lộc, các cha trong tu hội, rồi các cha khách, cũng như là các thầy bác ái, các sơ dòng bên Thanh Giá Đà Lạt, các sơ dòng Sa Lê Diên, cũng như tất cả các vị khách quý, xin chân thành cảm ơn chị phụ trách cộng đoàn đã có những lời tốt đẹp gửi đến chúng tôi. Ở trong một giáo xứ nó đông như giáo xứ Tân Hà thì có cái sự hiện diện của các nữ tu hoặc là các nam tu, điều đó là một cái điều rất là quý hóa. Chúng ta đã học hỏi về cái chương trình của tòa thánh trong tinh thần mục vụ á. Đức Thánh Cha Francisco có sáng kiến nhắc lại cho chúng ta về cái tinh thần gọi là hiệp hành, hiệp thông, tham gia sứ vụ ở trong hội thánh. Cho nên chúng tôi rất là trân trọng, rất là quý mến cái sự hiện diện của các hội dòng. Và đó là một cái nét phong phú, nó sẽ giúp cho giáo xứ phát triển, và cũng như mọi người tín hữu thấy sự hiện diện của cái đời sống tu trì, nó quả thật là một cái quà tặng rất là quý Chúa ban cho hội thánh mà giáo xứ Tân Hà đón nhận được. Đây quả thật là một cái niềm vui. Thì tôi cũng xin đại diện cho giáo xứ Tân Hà nhé, cảm ơn các chị em nữ tu nhập thể tận hiến truyền giáo đã đến đây để phục vụ giáo xứ theo cái linh đạo, theo cái khả năng mà các chị em đã đón nhận được qua tu hội nhé. Để cầu mong cho các chị em phát triển được cái tinh thần đó, phục vụ theo gương Đức Giêsu Kitô, và cùng với các hội dòng khác chúng ta thể hiện cái tinh thần hiệp thông liên đới với nhau để xây dựng giáo xứ Tân Hà mỗi ngày mỗi tốt đẹp hơn qua cái sự hiện diện của các cộng đoàn nữ tu và nam tu nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các chị em. Xin kính mời các chị thuộc cộng đoàn Tân Hà chúng ta lên chụp hình chung với quý cha. Vâng, và giờ đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời quý cha quản hạt, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý khách, chúng ta cùng tiến ra khuôn viên của cộng đoàn để cùng dự tiệc vui với cộng đoàn của chúng con.